Philippines liệu có đi theo con đường đó hay họ sẽ có một con đường đi độc lập. Bởi vì cái chính sách chúc mừng đời Philippines trước đây được phát triển gọi là Jordan Project năm 2018 đã đem tới cho họ thành công sau 4 năm. Nhưng mà để một hành trình dài thì chúng ta thấy là bóng đá Thái Lan cũng phải đầu tư hơn 10 năm để giành quyền dự World Cup. Bóng đá nữ Việt Nam chúng ta cũng trải qua một hành trình đầu tư rất là dài để có được một suất dự World Cup. Thì bóng đá nữ Philippines giờ đây đã có suất dự World Cup rồi, nhưng duy trì nó lại là một câu chuyện khác. Chính xác. Với một nền bóng đá mà chúng ta đều biết rằng là Philippines, kể cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ, họ dựa rất là nhiều vào những nguồn ngoại lực, những cầu thủ nhập tịch hoặc là những người con Philippines sinh sống và học tập ở nước ngoài. Vì vậy nên là để có thể phát triển một cách căn cơ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn phải nhìn vào tương lai với bóng đá nữ Philippines. Còn đây là những cô gái của Thái Lan, những cô gái Thái Lan lần thứ 3 liên tiếp nhận tấm huy chương bạc của SEA Games. Và những lần nhận huy chương bạc đó thì họ phải chứng kiến đội tuyển Việt Nam chúng ta giành tấm huy chương vàng. Thực sự là những lần đối đầu với đội tuyển nữ Thái Lan thì tôi cảm thấy là bóng đá nữ Thái Lan họ có những nét tương đồng với bóng đá nữ Việt Nam. Và thi đấu với họ thực ra là các cầu thủ của chúng ta phát huy được hết khả năng của mình, bởi vì không bị sức ép về mặt tâm lý nhiều quá. Tức là họ không bị những cái tiểu xảo về tâm lý như là đội tuyển nữ Myanmar đem lại. Thế là những trận đấu với đội tuyển nữ Thái Lan thường cái trận đấu nó diễn ra nó không có những tình huống kiểu đối đầu gay gắt, nhưng mà lại là đối đầu về chiến thuật. Nên là đây là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là đội tuyển Việt Nam chúng ta thắng về mặt chiến thuật và có được người giải quyết tình huống tốt, đó là Huỳnh Như. Đội tuyển nữ Thái Lan 5 huy chương vàng SEA Games. Ở sân chơi AFF Cup thì đội tuyển nữ Thái Lan đã có 4 lần vô địch. Đội tuyển nữ Việt Nam 3 lần vô địch AFF Cup. Năm nay sẽ là một năm đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu AFF Cup. Và tôi mong rằng là với đa chiến thắng này và phong độ điểm rơi của các cầu thủ đang ở thời điểm có đội 9 phong độ, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội để cân bằng thành tích vô địch AFF Championship. Và đó mới là lúc để chúng ta nói về một năm thực sự trọn vẹn nữa của đội tuyển nữ Việt Nam, phải không? Đội tuyển nữ Thái Lan sau SEA Games sẽ chuẩn bị nhân sự để có thể thi đấu AFF Cup, và bên cạnh đó là mục tiêu rất lớn, đó là phải thi đấu vòng playoff chuyên nghiệp. Xin chúc mừng đội Thái Lan vị trí tham dự World Cup 2023. Và bây giờ là phút giây quan trọng nhất của ngày hôm nay, với hai chiến thắng và một trận hòa. Sau đó là việc vượt qua đội tuyển Philippines một cách thuyết phục ở bán kết. Vì tới trận chung kết thì đội tuyển nữ Thái Lan đã phải dừng bước trước một đội tuyển nữ Việt Nam rất toàn diện ở thời điểm này, cả trong phòng ngự và trong tấn công nữa. Và bây giờ chính là hình ảnh mà tất cả chúng ta cùng chờ đợi, giờ phút mà tất cả chúng ta chờ đợi. Nhìn phố Bắc Hồ trong ngày vui đại thắng. Đoàn bóng đá nữ đang cùng với bức ảnh của Bắc Hồ đi đầu tiên ạ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 đã có mặt, đã động viên và bây giờ trao huy chương vàng thắm với lại huấn luyện viên Mai Đức Chung. Sự quan tâm của các vị lãnh đạo đảng nhà nước với những chính sách cho bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian qua là một cách thể hiện sự quan tâm, và chúng ta đã có được những bước phát triển rất là nhanh ở bóng đá nữ. Không biết các anh chị thấy như nào, nhưng thực sự lúc nào nhìn thấy nụ cười của huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng mang lại cho tôi một cảm xúc gì đó rất là đặc biệt. Những nụ cười của các cô gái tuyển nữ Việt Nam, họ đã trải qua một hành trình phải nói là có khó khăn. Chúng ta thắng 4 trận toàn thắng, nhưng mà không phải là không có những giờ phút thực sự là khó khăn. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã có những chia sẻ cùng với những người đồng nghiệp ở các đội tuyển Thái Lan hay là đội tuyển Philippines, những niềm vui của các cầu thủ. Sau SEA Games thì các cầu thủ của chúng ta có lẽ sẽ một thứ bảy, một vinh dự rất là lớn. Đội tuyển Pháp trong quá trình chuẩn bị cho Euro đã gửi lời mời tới đội bóng đá Việt Nam. Sáng nay huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã chia sẻ đó là một niềm vui rất là lớn, bởi vì đội tuyển nữ Việt Nam ngày càng được các đội tuyển lớn hàng đầu thế giới hay là hàng đầu châu Á ghi nhận, không chỉ là những tấm huy chương. Huy chương vàng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam, một điều đã trở nên quen thuộc và gần như là một cái sự tin tưởng của người hâm mộ khi đội tuyển nữ Việt Nam tham gia vào các kỳ SEA Games. Và sau đây ngay sau kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý khán giả đứng lên làm lễ chào cờ của quốc gia đạt huy chương vàng.